Hello, chào các bạn học sinh lớp 6 thân mến. Hôm nay chúng ta cùng nhau giải sách bài tập Mai Lan Hương màu vàng, bài số 9, phần B, Faces, những khuôn mặt nè. Bây giờ bài 1 là mã sắp xếp các từ sau thành hai nhóm màu sắc và các bộ phận của khuôn mặt. Bây giờ chúng ta có blue là màu xanh, chúng ta sẽ viết vào đây. Teeth là răng, viết vào đây nhé. Purple là màu tím, viết vào đây. Ear là cái tai, viết vào đây. Black là màu đen, viết đây. Rồi nose là cái mũi, viết đây. Yellow, viết đây. Red, viết đây. Lips là đôi môi, viết vào đây. Hair, viết vào đây. Brown là màu nâu, viết đây. Và green là màu xanh lá cây. Rồi eye là mắt, viết đây nhé. Gray là màu xám, viết cột trên. White, màu trắng. White màu trắng nè. Rồi mouth là cái miệng nè. Mouth là cái miệng. Và orange là màu cam, viết lên trên. Rồi chúng ta có màu sắc gồm có blue, purple, black, yellow, red, brown, green, white, orange, gray. Và về bộ phận của khuôn mặt chúng ta có teeth, ear, nose, lips, hair, eyes, mouth. Rồi chúng ta xuống bài dưới, hoàn tất câu với từ cho sẵn trong khung. Bây giờ teeth là răng, face là mặt nè, nose là mũi nè, hair là tóc nè, eye là đôi mắt nè, ear là tai ha, mouth là miệng nè, và lips là môi. Bây giờ chúng ta điền vô. Bạn sử dụng cái gì của bạn để ăn và nói? Ở đây sẽ sử dụng cái miệng, chúng ta viết mouth vào đây. Cô ấy đánh cái gì, chải cái gì? Ở đây là brush, đánh răng sẽ là brush her teeth after meals. Cô ấy đánh răng của cô ấy sau mỗi bữa ăn. Câu số 3, bạn có thể smell là ngửi nhé. Smell là ngửi nè. Bạn có thể ngửi mọi thứ với cái mũi của bạn sẽ là nose. Mẹ của tôi có mái tóc dài đen, long black hair. Cô ấy có đôi môi dày, full chúng ta dành cho môi sẽ là full lips. Hãy cái gì, close your eye, nhắm mắt lại và đi ngủ đi. Con thỏ có cái đôi tai rất dài, chúng ta sẽ viết ear vào đây. Rồi chúng ta qua trang bên. Còn một từ nữa, chị gái tôi có một khuôn mặt trái xoan, ở đây sẽ thiếu từ face, chúng ta viết face vào. Rồi, đặt câu hỏi và trả lời với các từ gợi ý. Bây giờ người ta cho tóc của anh ấy ngắn. Vâng, bây giờ chúng ta đặt câu hỏi là tóc của anh ấy ngắn phải không? Vâng, đúng thế. Vậy chúng ta sẽ đặt là Is his hair short? Yes, it is. Rồi, đôi mắt của cô ấy là số nhiều. Chúng ta sẽ Are her eyes big? No, they are small. Chúng ta viết thêm là câu này dịch như sau. Đôi mắt của cô ấy to phải không? Không, chúng nhỏ. Chúng ta thêm nhỏ vào, viết tính từ trái nghĩa vào nhé. Bây giờ ba và nam cao phải không? Không, bọn họ thấp. Bây giờ chúng ta sẽ viết như thế này. Số nhiều sẽ A, ba and nam tall. Ba và nam cao phải không? No, ba và nam là số nhiều, chúng ta sẽ they. No, they are. Bọn họ thấp, chúng ta sẽ ghi là they are short. Rồi, câu số 2. Mắt của cô ấy có màu nâu phải không? Đúng thế. A, số nhiều sẽ A. Are her eyebrow? Yes, they are. Yes, they are. Câu tiếp theo, Phong khỏe phải không? Không. Phong là số ít, chúng ta sẽ Phong strong. Yeah. No, Phong là con trai, chúng ta sẽ He isn't. Yếu là weak. Strong là khỏe và yếu là weak. Tóc của nam dài phải không? Không, nó ngắn. Vậy ở đây sẽ là Nam hair long. Chúng ta sẽ trả lời no, tóc là số ít, chúng ta sẽ it isn't, và nó ngắn sẽ là it short.
Rồi câu tiếp theo, môi của cô Chi mỏng phải không? Ở đây sẽ là môi là số nhiều, chúng ta sẽ A. A Miss Chi lips thin. Chúng ta sẽ trả lời là no, they aren't. Và nó dày, they are full. Dày là full, mỏng là thin nhá. Rồi câu số 6, bạn mập không? Có, vậy là A you fat? Yes, I am. Câu số 6 này câu trả lời hơi khó chịu một xíu, phải là yes I am nha, yes I am. Rồi, chúng ta xuống bài số 4 La Mã, đặt câu hỏi và viết câu trả lời với các từ gợi ý. Nam, cao, thấp. Bây giờ đặt câu hỏi là nam cao hay thấp? Chúng ta có từ o để dùng để nói sự chọn lựa ha. Và chúng ta sẽ chọn ra, người ta cho short, chúng ta sẽ chọn ra là he short. Chúng ta chọn một trong hai thôi. Rồi, câu số 1, mặt cô ta tròn hay là trái xoan? Vậy chúng ta sẽ ghi là is her face round or oval? Chúng ta viết y, mặt là số ít, chúng ta xài y, her face round là tròn or oval chấm hỏi, và mặt là ít, chúng ta viết ít y, chúng ta có thể viết ít y oval cũng được, ít y round cũng được. Câu số 2, the gymnast tức là vận động viên điền kinh nặng hay nhẹ, chúng ta sẽ viết là đây là số nhiều, chúng ta xài a. A the gym gymnast heavy or light? Chúng ta sẽ ghi là they are light. Rồi câu tiếp theo, mũi của cô ấy to hay nhỏ? Mũi là số ít, chúng ta sẽ y her nose big or small? Và chúng ta trả lời mũi là số ít, vật số ít, chúng ta sẽ it is big chẳng hạn. Câu 4, ông Quang mập hay gầy, gầy hay mập? Mr. Quang thin or fat? Chúng ta trả lời là he is thin chẳng hạn. Tóc của cô ấy số ít, chúng ta sẽ is her hair short or long? Tóc là số ít, chúng ta xài it is short. Câu số 6, đôi môi là số nhiều, chúng ta xài a. A his lips full or thin? Chúng ta sẽ trả lời là môi số nhiều, xài đây a. Đây a full chẳng hạn, chúng dày. Rồi, câu số 7, mắt đôi mắt của mẹ bạn màu nâu hay màu đen? Đôi mắt là số nhiều, chúng ta xài a. Are your mother eyes brown or black? Chúng ta trả lời là they are black chẳng hạn. Chúng ta chọn một trong hai. Rồi, câu số 8, quyển sách này cũ hay mới? Is this book old or new? Chúng ta trả lời là is old. Câu số 9, vận động viên cử tạ yếu hay là khỏe? Chúng ta sẽ ghi số nhiều, bởi vì đây a nhá, vì số nhiều. A the weightlifter weak or strong? Và they are strong. Rồi câu số 10, cô Chi là số ít. Is Chi old or young? Và trả lời là she young, cô ấy trẻ. Rồi chúng ta xuống bài số 5 La Mã, đặt câu hỏi về màu sắc và trả lời theo các từ gợi ý. Bây giờ hỏi màu sắc, chúng ta có what color nha, what color số ít xài y, what color is her hair số ít xài is black. Hỏi màu số nhiều là what color are her eyes, trả lời là they are cộng với màu.
Chúng ta cùng làm bài số 1. Xe hơi của bạn màu trắng này bây giờ. Rồi, chúng ta viết này, xe hơi của bạn có màu gì, viết như thế này. What color? What color is your car? Số ít chúng ta ít y, is y white. Is white. Câu số 2 số nhiều này. What color are his shoes? Đôi giày của anh ấy có màu gì? Và số nhiều trả lời J A thôi. Đây A đọc tắt là Dear Brown. Rồi câu tiếp theo. Quyển sách này quyển sách này là what color is, số ít mà, this book, quyển sách này có màu gì? Is yellow. Is yellow. Câu số 4. What color are his trousers? Are his trousers? Và trả lời là they're gray, màu xám, chúng màu xám. What color, số nhiều này, are these flowers? Trả lời they are hoặc là they're red, purple and orange, và màu cam. Câu 6. What color is our national flag? Và trả lời là is it red and yellow. Is it red and yellow. Câu số 7. What color are your mother's eyes? Số nhiều nè. What color are your mother eyes? Đôi mắt của mẹ bạn có màu gì? They're black, chúng có màu đen. Câu số 8, số ít. What color is her dress? It's blue. Câu số 9. What color, số ít, is the board? Và trả lời is green. Câu số 10. What color is to shirt? Is white and blue. White and blue. Rồi. Chúng ta sẽ làm bài 6, bài 7 sau nha. Bởi nó dài quá.